Tiếng. Dạ, Nam Mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Con kính thưa quý thầy, quý sư cô cùng thiền đường đại chúng. Thưa thầy, con xin thầy khai thị dạy cho con trong cái trường hợp này có phải là do cái chấp tâm của con hay không ạ? Dạ, thưa thầy, làm con á, là thường á, là trước đây á, là con coi hay có một cái tình trạng là khi á, mà con đi tới những cái chỗ mà đám ma hoặc là những cái chỗ mà giống như tâm linh đó, là thường con có những cái cảm giác rất là khó chịu, giống như là người con cũng hay là ớn lạnh, hoặc là nếu có cái cảm giác giống như một cái từ trường gì nó hay ảnh hưởng tới con vậy đó. Giống như là con ví dụ trong một cái trường hợp là sếp của con á, là có một người con lớn hơn con 1 tuổi, thì chị bị trầm cảm, chị có gia đình rồi, có 2 đứa con và chị bị trầm cảm, sau đó chị tự tử bằng là cắt cổ tay, sau đó thì chị chết, chị mất rồi. Thì khi mà con tới chị chết, thì khi mà làm tùng á, thì con có tới thăm. Thì khi mà con tới á, thì vợ của sếp con á, mới kể cho con nghe là chị giống như là chị mất đi rồi, giống như là chết một cách oan ức á, nên là không có thể siêu thoát được. Thì chỉ cứ nói chung vẫn làm việc phước, làm những cái này cái kia để chỉ nương theo Đức Phật để giải thoát. Thì khi mà cô nói về chị á, thì cô nói là chị vẫn còn ở quanh quẩn đâu đây nè, chị vì gì đây nè, rồi chị cũng thăm gia đình rồi. Thì cô cảm thấy rằng là lúc nào chị cũng ở, con của cô lúc nào cũng ở trong nhà hết. Thì khi mà chị kể về về người con này á, thì tự nhiên cảm giác có lẽ lúc đó con cũng mất công phu, con không có tham thiền, con đang nói chuyện mà. Thì á, lúc đó con cảm giác rùng mình, và con cảm giác trở cái gì đó, nó có một cái từ trường gì nó rất là nóng cả người luôn, là làm cho con rất là sợ, giống như là mình cảm giác là đang ở bên cạnh mình vậy đó. Thì con không hiểu rằng những cái luồng sóng, những cái cảm giác ở trong thân, giống như một cái luồng lực rất là mạnh, giống như là cái từ trường không có tốt gì đó, nó ảnh hưởng tới mình đó. Dạ, thì khi mà bước vô nhà thì con đã có cái, vô nhà chỉ là như cô á, con đã có cái cảm giác này rồi, mà khi nói chuyện kể về cô, về cái chị này, về gia đình rồi, về thăm rồi, còn chưa siêu thoát là con cảm giác còn sợ hơn nữa. Mà cái từ trường này nó càng ngày nó càng mạnh, làm cho con mất công phu luôn. Là lúc đó con hơi sợ rồi, thì lúc đó con phải hỏi, thôi mình phải hỏi thật thỏi đầu đi. Thì thực ra thì sợ nhiều hơn là công phu, lấy công phu giống như là đè nén cho bớt cái cảm giác sợ. Nhưng mà sau đó con cũng không có hết cái cảm giác này, con sợ quá, thôi con xin phép con đi về luôn. Thì á, là trong những cái dịp mà con cũng đi đám tang, hoặc là những cái dịp đó con cũng có những cái trường hợp này. Mà tại sao mà giống như con tới một cái chùa mà đi cầu siêu bà cụ chẳng tế chẳng hạn, ví dụ con tới đó, thì trước đây thôi, thì con đứng trên một cái, đứng giữa bàn hương linh đó, thì con thấy rất là nóng, nóng, cảm thấy rất là khó chịu, giống như là có một cái từ trường luồng khí gì rất là mạnh, nó ảnh hưởng tới mình và những người xung quanh. Rồi một cái bên đó thì đứng với Đức Phật đó, thì tự của Đức Phật thì cảm giác này không có nữa, mà rất là thanh tịnh. Thì những cái từ trường này nó đẩy qua, nó đưa lại, rồi lúc cảm giác như thế này, lúc cảm giác như thế kia. Thì cái này gọi là có phải là do cái tâm mình tạo, hay là do cái từ trường nó có thật mà nó ảnh hưởng tới những người xung quanh, rồi mình đem cái từ trường này á, làm ảnh hưởng tới những người trong bản, trong gia đình mình, hoặc là không có tốt. Thì con xin thầy khai thị cho con về cái này, và có phải là do tâm mình tạo hay không, thì con xin thầy khai thị chỗ này cho con rõ. Con xin cảm ơn thầy. Đức Phật nói trong kinh đó, kinh Hoa Nghiêm á, cái 4 câu kệ là nhược nhân dục liễu tri, tam thế nhất thiết Phật, ưng quán pháp giới tánh, nhất thiết duy tâm tạo. Tất cả đều là tâm tạo mà chúng ta trong chùa ai cũng đọc á, ai cũng biết. Tất cả tâm tạo giống như chúng ta ngủ á, thì có chiêm bao gì, tất cả cảnh giới đều là chiêm bao. Mà chiêm bao đó cũng là cái tâm chúng ta tạo.
An tâm ta tạo cảnh giới nhắm mắt chiêm bao, rồi cái tâm ta tạo, Đức Phật nói tâm tạo cảnh giới mở mắt chiêm bao. Mở mắt chiêm bao là gì? Là chúng ta đang nghe, đang thấy, đang biết đây này. Trong duy thức học nói nhắm mắt chiêm bao đó, đập đầu ý thức biến hiện ra, chỉ một mình cái ý thức biến hiện. Còn cái mở mắt chiêm bao này nó đồng thời ý thức biến hiện, tức là mắt với tâm, tai với lại cái tâm nè, tâm phân biệt đó, nhãn thức, nhĩ thức, hợp với lại cái ý thức phân biệt đó mới biết được, rõ được cái này, hiểu được cái kia, nắm bắt cái nọ, chấp cái nọ, thì đó đều là do đồng thời ý thức nó mới sanh ra cái mở mắt chiêm bao. Mà chiêm bao thì đã là không thật, không, tâm tạo thì là không thật, nên nó đâu có gì ngoài tâm đâu. Giống như trong giấc chiêm bao chúng ta thấy thần, thấy Phật, thấy năng lượng, thấy từ trường gì ở trong cái nhắm mắt chiêm bao. Khi mà thức tỉnh thì là thấy độc đắc đi, thấy trúng độc đắc, thấy tiền, thấy vàng, thấy hột xoàn kim cương gì đi, giật mình dậy ấy, ra khỏi cảnh giới nhắm mắt chiêm bao, thì mấy cái đó nó có không? Đâu có thật có đâu, đều do tâm tạo. Nó có như thế là đến cái thân chiêm bao cũng là tâm tạo. Khi mà thức tỉnh cái thân chiêm bao, thế giới chiêm bao tan rã, tìm cũng không có ra nữa. Nhưng người trong mộng á, gặp cái người đó có được không? Đâu có thể gặp được đâu. Thế nên cái vật chất hay cái tinh thần gì ở trong chiêm bao cũng là chiêm bao, đến cái thân người trong chiêm bao cũng không có thấy nữa, nên đó là do chiêm bao. Mà chiêm bao là tâm tạo, thì cái nhắm mắt chiêm bao cũng vậy, mở mắt chiêm bao cũng vậy. Nhưng mà chúng ta bị cái tâm nó tạo từ vô thủy, nó gây thành một cái tập khí dày cộm á, cái ngã chấp, cái vô minh thì được chắc và cứng á. Cứng mà Đức Phật ví dụ như cái núi Tu Di là biết cỡ nào, cái ngã, cái sân hận như núi Tu Di, phải phá được cái núi Tu Di thì mới thành tựu được cái quả đạo quả. Cái chấp mình á, nó chặt và nó kiên cố, nó cứng như cái núi Tu Di. Thì đối với lại người bình thường mà không có duyên em biết được cái chánh pháp, thì nói chánh pháp là giờ đâu có tin, không có tin, cho nên là cái bản tâm mình là như vậy mà không bao giờ tin tâm mình, cho nên nó phải tin tự tâm thì mới ngộ được tự tánh. Rồi là chỉ tin trên cái quyển thân thôi, tin trên cái vọng tâm thôi, chứ không có tin cái bản thể chân như cái bản tâm. Thì do không có cái niềm tin á, tin cái bản tâm, Đức Phật phải phương tiện 49 năm, không có ba thừa, kiến lập ba thừa, không có 84.000 phương tiện. Cái cửa thì phải lập ra 84.000 cái cửa phương tiện, do cái căn bệnh chúng sanh có 84.000 cái trần lao phiền não, do cái căn cơ chủng loại rất là nhiều quá, tạm gọi là đưa ra ba cái cấp độ và phải phương tiện để mà dẫn dắt cho họ vào dần thấm nhuần á chánh pháp và tinh sâu cái tự tâm, lúc đó mới có thể thực hành để ngộ cái tự tánh. Thì đó là phải nói cái lòng từ bi của Phật là như vậy. Thì á, cái những cái triệu chứng, những cái hiệu ứng gì á, nó cũng đều do cái tập khí, do cái ngã chấp, do cái vô minh của mình, mà nó đều á, hình thành trên cái năng với sở thôi hả, rõ ràng năng với sở. Giống như những người mà có cái tính đặc biệt á, là họ hay giống như là lên đồng lên bóng á, đâu phải lúc nào cũng lên ở chỗ nào cũng lên đó, đó chứ không phải là phải như thế này với kia. Hễ mà đụng cái nhân duyên đủ á, giống như Đức Phật nói trong kinh Lăng Nghiêm vậy đó, giống như có cái mắt kiến, cái mấy miếng thủy tinh đó, hay miếng thủy tinh đó, trong đó nói là cái miếng giống như cái miếng lưu ly vậy đó, miếng 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 mảnh lưu ly đó, là cái che lấp đi đứt chén, hay miếng nó cộng với lại ánh sáng mặt trời, cộng với cái bùi nhùi á, đủ ba cái yếu tố đó thì ở chỗ nào cũng lấy được lửa hết á. Đi đúng kiểu là lấy được lửa thì nó tạo ra bởi cái nhân duyên đó, đó. Ba cái đó thì ở đông tây nam bắc trên dưới thượng hạ gì đó, mà có ánh sáng mặt trời, có cái miếng lưu ly và có cái bùi nhùi thì nó sẽ phát ra lửa. Chúng ta hồi xưa mà hay chơi mà lấy cái ánh sáng mặt trời chiếu giấy quyển nhỏ đó, giấy mà giấy hút thuốc đó,
nó dễ bắt lửa đó, một hồi nó phát khói phát lửa là vậy. Thì ý Đức Phật nói ở tâm chúng ta cũng vậy, nó kết hợp năng sở cộng cái vô minh đó đó, nó thành ra cái ý niệm, thành ra cái tập khí, thành ra cái ngã chấp. Giống như là cái người mà đầm bóng hay thích hay lên đầm lên bóng á, tác ý nó lên, hay là không tác ý, thuần thục không tác ý, nghe tiếng kèn tiếng trống hay cái mùi nhang tự nhiên lên, nó lên rồi nó nghĩ có người nhập, có người này có người kia lên sát ông sát bà vân vân, tất cả đều là tâm tạo chuyển giả, nó tạo ra ta một người, tạo ra trăm ngàn người, tạo ra cả thế giới lông chim bao còn được, mà không như cái gì không tạo được. Muốn tạo ma, tạo quỷ, tạo Phật ở trong đó cũng được, tất cả tâm tạo. Nhưng mà nói ra người ta không có tin, tại người ta đã tin chặt ở trên cái năng sở, cái vô minh tập khí đó rồi, thì nói họ không tin, rất là khó. Tại những cái từ trường cũng vậy á. Thực ra nếu mà đối với các vị thiền sư ta tu á, sanh với tử không có là cái gì cả, sanh giống như là đắp chăn bông mùa đông, tử giống như là cởi áo hạ mùa hạ, cởi áo mùa hạ nóng thì cởi bớt áo ra, lạnh thì trùm thêm mền thêm áo lên. Sanh tử giống như là thay đổi mùa màng thôi, như là người ta hay nói là thay đổi xe vậy đó, xe cũ thì phải thay cái xe mới, không có gì. Nhưng mà đối với lại cái người chấp thật á, tại vì chấp thật cái đời này, cái thân này á, là thật, chứ phải bảo vệ nó, phải đấu tranh để giành quyền lợi cho nó, mà rồi giành đấu tranh kiếm bao nhiêu là tiền là bạc đi nữa, cuối cùng bệnh đến chết tới cái là cũng buông cả hai tay, đâu có nắm bắt được cái gì, chỉ nắm bắt cái khổ đau phiền não và những cái nghiệp xấu để tương lai đọa vào thôi. Nên cái đó là cái mê lầm á. Thì nói về cái từ trường á, hay là nói về những cái này nọ đó, cũng đều là do cái nghiệp lực của mỗi chúng sinh, do căn nghiệp đó mà cứ sinh tử luân hồi trong tam giới, trong lục đạo, không bao giờ ra khỏi cả. Rồi nếu mà có cái tốt hơn chút xíu thì nó lọt vào những cái tôn giáo này tôn giáo kia, những cái thiện, những phước báo. Nhưng mà cái thiện phước báo đó không có lâu, tại nằm trong đều trong tương đối năng sở cả. Thì lúc này thiện, một lúc sau nó sẽ là ác. Tại vì sao? Tại vì cũng bảo vệ cái bản ngã, chạy theo danh, chạy theo tướng, chạy theo hình thức, đó cả đều là vô minh sai lầm. Cho nên đã là tâm tạo á, tâm tạo thì không thật, mà phải tin tâm, chứ đừng có tin trên cảnh duyên, đừng tin trên năng sở ngã chấp. Mà muốn á, thực sự ra nói không có tin á, không tin tức là đã thành tin đó. Tham thiền nó sẽ quét sạch cái năng sở, giống như chúng ta thương á, cũng là bị dính mắc, mà ghét mà dính mắc, chứ phải ghét là không dính mắc, thương mới dính mắc đâu. Nếu như ghét quá muốn quên là càng nhớ, cho nên cái đó lại là một cái sự dính mắc mà kéo dài từ kiếp này qua kiếp nọ, thì đó đều là năng sở ngã chấp, đều là vọng tâm biến hiện, gọi là tâm tạo luôn. Thì cái năng lượng từ trường xấu, từ trường tốt đều là tương đối, mà đều là năng sở mà, chứ không có khỏi cái tương đối năng sở, tức là trong vô minh và ngã chấp. Thì cái đó phải có công phu mình mới nhìn nhận, cho có công phu mình mới dần thẩm thấu được cái chánh pháp của Phật, mình mới hội và mình tin tự tâm mình. Còn trên lời nói có nói gì nữa, có cãi cách mấy đi nữa, nói cái sự tin tâm ta cũng không có tin, tại không có sự thực hành thì không thể nào tin. Phải thực hành. Người nào nếu mà người ta cứ mình cứ đi tranh cãi, nói là cái này như thế này, cái kia như thế kia, cái cho mình đúng người là sai, vân vân, thì nó chỉ đem tới cái phiền phức thôi. Phải chỉ cho họ tu tập, trên cái sự tu tập đó họ sẽ nhìn nhận ra đúng và là cái chánh pháp, thì lúc đó nó mới rõ ràng. Còn nếu mà không có công phu, không có sự tu tập á, có nói mãn kiếp vậy nữa,
Thầy cũng không có hiểu, không có hội thấu được cái lời của Phật trong kinh điển. Cho nên á, nói cứ tham thiền rồi sẽ hóa giải tất cả những cái sai lầm nơi tâm mình á, hóa giải tất cả ngã chấp của mình và kiến lập. Nói vậy nghe hiểu không? Dạ con xin cảm ơn thầy rất là nhiều ạ. Để phá cái chấp tâm của con ạ, giống như những ai mà cũng đã giống như con ạ, con xin cảm ơn thầy rất nhiều ạ. Mời Pháp Thuận mở cái micro lên.